Kênh Giải Đáp Quyền Em Gửi xin gửi lời chào đến quý cô chú cùng tất cả các anh chị. Hôm nay bên em sẽ gửi đến quý cô chú cùng tất cả anh chị một cái lô đất nền diện tích khá là lớn quý anh chị. Đó, là lô đất trống này quý anh chị. Bề ngang là mặt tiền là giáp với cái đường á là 8m10 nha. Đó. Đặc biệt lô đất này ở sau lưng là nó hậu quý anh chị, ngang là 8m30. Đó, một con số 8 khá là tuyệt vời trong phong thủy ha. Số phát tài phát lộc ha. Rồi, cái còn cái chiều dài của nó thì là 38m quý anh chị. 38m, tổng diện tích là 347m2 ha. À, trong đó nó có một cái phần đất gọi là hành lang lỗ giới thì là 46m2 nữa. Đó. Nè em tính cái phần diện tích mình tới thôi nha. Còn cái phần hành lang lỗ giới thì phần hồi nó tới mình bỏ qua, tại cái đó mình xây dựng không được. Nhưng mà nhà nước sau này có mở tuyến đường rộng ra nữa thì chúng ta sẽ được cái bầu thường thằng đó quý anh chị. Đó. Thì cái giá em sẽ công bố trên đầu video luôn. À, cái giá bán này là chỉ có 1 tỷ thôi quý anh chị, chỉ có 1 tỷ thôi nha, 1 tỷ tròn. Thì cái này là sổ riêng sang tên trong một ngày một nha. Tại cái này là sổ một người đứng tên nè. Đó. Thì lô đất có địa chỉ là xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp quý anh chị. Đó. Lô đất này nó tuyệt vời con cái là trong vòng bán kính 300m à, là nó có đầy đủ tiện nghi hết ha. Đó. À, đây nè quý anh chị đó, sau lưng cái nhà nóc ngói cao cao đó quý anh chị, đó là Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước 2 mình nha. Đó. À, mặt tiền thì giáp đường DT, còn hậu thì giáp với Ủy ban xã Thường Phước 2 mình đó quý anh chị. À, khá tuyệt vời ha. Thì cách đây 300m thì trường trung học, tiểu học, mẫu giáo, chợ, trong cái giờ này kia có đầy đủ quý anh chị. Đó, lô đất này thì cách trung tâm thị trấn Thường Thới Tiền mình đó quý anh chị. Đây nè quý anh chị, đây là hướng này mình về trung tâm thị trấn Thới Tiền nha. Thì cách đây khoảng là 3 cây số quý anh chị. Đó. 3 cây số mà là chỉ có 10 phút chạy xe thôi nha. Đó là mình chạy với tốc độ chậm. Là mình sẽ chạy xuống tới cái dòng xây với dòng xây ở dưới thị trấn Thới Tiền mình á, ngân hàng Agribank, điện máy xanh này kia rồi đó ha. Chứ cái chợ Thường Thới mình chứ. Còn quý anh chị nếu đi nữa thì về thành phố Hồng Ngự mình ha. À, nếu mà chạy ra ngoài kia thì đi qua sông Tiền, đi qua tỉnh An Giang mình. Đó. Thì lô đất này nó cách trung tâm hành chính có 3 cây số, khá tuyệt vời quý anh chị. Đó, đầy đủ tiện ích phía kia hết trơn ha. Ngân hàng này kia đồ ok. Thì nếu mình đi ngược lên thì là mình sẽ đi về cửa khẩu quý anh chị. Đây nè, cửa khẩu quốc tế đây nè quý anh chị, cách đây khoảng 8 cây số nha. Cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Thì con đường tỉnh lộ 841 này là một con đường huyết mạch nối liền giữa cửa khẩu và các tỉnh lân cận khác nha quý anh chị. À, con đường huyết mạch để giao thông thông thương qua đường này. Đó. Còn lô đất đây là cách nè, đây nè chỗ này nè. Chỗ này là cái xã cái quân đội nhân dân Việt Nam nằm đây nè quý anh chị, rất là lớn nha. Đó, rất là lớn nha. Đó, ở trên đó thì có thêm cái đền thờ liệt sĩ nha. Đó, chạy lên khoảng chút xíu nữa thì trạm y tế với ngã ba sông Hồng chỗ đó ha quý anh chị. Rồi mình vào chi tiết sau về cái nền nha. Đó, bây giờ mình chung mời quý anh chị mình tham quan cái nền. Thì cái nền thì đang là cót cao bằng mặt đường, móc ganh đâu đó rõ ràng nha quý anh chị. Đó, đất này thì không có tranh chấp trên gì đâu, mình chỉ khỏi lo. Đẩy lên hàng rào tranh chấp ở trên người dưới bên đây các nhà nè. À, bên đây cũng có các nhà luôn rồi, thành ra thành là quý anh chị mua đất này thì yên tâm vấn đề gì tranh chấp ha, không phải bận tâm. Đó. Thì từ đây quý anh chị, từ đây nè ha, từ nóng tán này nè. Đó là mình đi qua bên đó, qua bên dách đó là 8m10 nha. Đó, còn cái phần mà từ cái mí hàng rào nữa quý anh chị, từ cái mí hàng rào này nha, từ mí hàng rào nè, nó mình ra tới mí nhựa nè, nó là cái phần hành lang lỗ giới. Đó, nó dính trên chậu đất mình luôn nha, là nó 46m2 là phần hành lang lỗ giới. Còn cái từ trong này đổ ra phía sau là 347m2 là phần xây dựng ha, phần đất của mình. Đó, nữa sau này mà nhà nước có làm đường làm gì là mở rộng á thì cái phần hành lang lỗ giới như nãy em nói á là chúng ta sẽ được nhà nước bồi thường nha, mình được hưởng nha. Đó, nhưng mà em bán ở đây thì em sẽ tính chung cho quý chị luôn nha. Đó, thì em bán là 347m2 đất này. Đó, hành lang lỗ giới thì được xin quý chị được sử dụng luôn nha, nhưng mà sổ mình vẫn đứng tên nha quý chị. Cái này là sổ cá nhân nha. Đó, sổ cá nhân. Với một cái mức giá bán thì em cũng không khai luôn. Đây là một cái mức giá bán thì một mức giá bán chỉ có 1 tỷ thôi quý anh chị. Đó, khá tuyệt vời ha. Đó, đất thì sạch sẽ, cao ráo, đổ bằng mặt đường.
một chút xíu nữa mình sẽ ra phía sau để cho quý anh chị xem thử là nó cái mức độ mà lúc mà ngày xưa mặc dù thổ cát lên đó là khoảng bao nhiêu tiền. Nếu mà bây giờ quý anh chị mua cái lô đất mà nó thấp vậy, quý anh chị thẩu lên giống như hiện giờ ha, là bảo đảm quý anh chị luôn cái giá bán của em hiện giờ là cái giá bán mà quý anh chị thẩu cát ha, là hơn phần nữa cái giá tiền thẩu cát của quý anh chị đó, tiền chi phí cuốn nền và tiền thẩu cát ha, chứ một diện tích khá là lớn của quý anh chị. Mà đất này cái diện tích nó đẹp nữa đó. Con số 8 là con số tuyệt vời, là con số phát lộc nè quý anh chị, phát lộc phát tài. Thì em cũng xin thầm cầu nguyện cho quý anh chị nào có duyên với lô đất đến mua lô đất, quý anh chị sở hữu được lô đất thì quý anh chị sẽ được giàu có và thịnh vượng trong tương lai ha. Lô đất này nó gần những tiện ích xung quanh quý anh chị, khá tuyệt vời luôn quý anh chị. Ở đây thì buôn bán thì có thể nói là mình buôn bán đa ngành nghề nha đó. Tại vì mặt đường chính mà đó. Mặt đường chính đây, mời quý anh chị ra phía sau nha đó. Phía sau lưng nè đó. Phía sau lưng này cũng cực kỳ là sạch sẽ ha đó. Bên đây có nhà này của người ta đó, ủy ban xã nè quý anh chị, ủy ban xã sau lưng nè, bất cập bị phất mấy cái cây chúng ta nhìn không có thấy mấy nè, có cái nóc đó ha, nó cách một cái ao nó là tới nè, là đất nè quý anh chị, đất nó còn sâu tuốt dưới này nè quý anh chị nè, nó quý anh chị thấy ha, nó sâu quấy gì nè, để quay bên đây mới thấy này, mới thấy độ sâu của nó đó quý anh chị thấy ha, nó sâu đó ha. Thì theo như mình đứng là một giớ tay mình là mới tới được mấy cái lưu đó quý anh chị đó, một giớ tay của mình đó nha, nó thì tầm khoảng 2 mét mấy đó quý anh chị đó. Quý anh chị thảo cát tôi tính thử bao nhiêu tiền ha, nhưng mà cái giá bán ở đây thì chỉ có một tỷ thôi ha. Thì em cũng nói luôn là đất này á, là một sổ duy nhất nha quý anh chị, sang kênh một sổ thôi nha, không có tách thửa tách gì hết, đất này chưa chuyển thổ đó. Đó, đất này chưa chuyển thổ nè, nhưng mà chỗ này được phép chuyển thổ quý anh chị, tại nhà nó cắt lệch chân mà không được chuyển thổ gì, mà tiền đường lớn nữa mà đó. Nhưng mà ở đây chủ đất người ta không có nhu cầu để người ta chuyển thổ đó, thì quý anh chị nào có nhu cầu chuyển thổ thì quý anh chị chuyển thổ đó. Quý anh chị không chuyển thổ, quý anh chị cũng cắt nhà bình thường nữa quý anh chị. Để chút xíu nữa mình ra mày đường quay cho quý anh chị xem đây, nhà cấp 4 cắt nhà đẹp đẹp không à, mà cũng không ai có chuyển thổ hết, tại người ta đâu có nhu cầu đâu. Ví dụ như bây giờ quý anh chị chuyển thổ thì quý anh chị có giá trị về pháp lý thì quý anh chị có thể là gia ngân hàng được nhiều thôi ha, chứ không có gì cho nghe đó. Rồi thì cái giá bán này thì bên đây sẽ là buôn đuôi của anh chị, thì sẽ bớt cho anh chị tiền thứ nhất tiền đóng thuế nè, thứ nhì là tiền lọc lá của anh chị mua ở phía sau nha đó. Và thêm một cái điểm nữa rất là quan trọng đó, khi mua đất thì thường thường quý anh chị sẽ chọn hướng nè đó, rồi dây điện nè, tiện ích xung quanh nè đó, khoảng cách bao xa đó là quý anh chị đi mua đó. Thì theo như em á, thì cái lô đất này thì khá tuyệt vời. Thứ nhất là cái hướng, nó là cái hướng đông bắc của quý anh chị, hướng nắng sáng mắt chiều nha, hướng nắng sáng mắt chiều. Rồi thêm một phần nữa là nó ưu việt hơn nữa là nó không có cái dây điện ở trên đó đó, dây điện của nhà nước hay dằn ngang cái phần phía trước mình đó, là một thêm hai cái điểm cộng đó. Rồi thêm một cái điểm nữa là ở phía trước mặt mình á, là phía trước mặt mình nè, để em đang chuẩn bị đi ra đó, là cái khu đấu giá của nhà nước quý anh chị hả? Nhà nước khẩu lên, nhà nước quy hoạch để làm đấu giá ha. Cái hùn giá này là cái giá bây giờ nó đang giảm xuống cực kỳ là thấp rồi đó quý anh chị. Nếu quý anh chị hiện giờ quý anh chị không đầu tư, không mua gì hết nữa thì đợi quý anh chị, đợi đất mà nó lên lại quý anh chị khó mua lắm quý anh chị. Bởi vì ngân hàng bây giờ đang giảm lãi suất cực kỳ để cho tất cả mọi người được tiếp cận được tín dụng ha. Đó. Thì mua đất thì có liên quan đến làm đòn bẩy tài chính đó quý anh chị. Đó, mình được 70 thì mình nên vay ngân hàng 30 hoặc mượn người thân nha. Chứ còn mình đã đủ tiền để mua thì không bao giờ mua được quý anh chị. Thôi, em nói chứ nói đơn giản được ha. Đó, đây nè, đó, quý anh chị cũng thấy đó ha. Đó, một lô đất xì sạch sẽ, cao ráo bằng mặt, giá bán thì phải chăng phù hợp. Đó, ngày xưa chỗ này 1.6 tỷ đó quý anh chị. Đó, chỉ cách đây con năm chứ nhiêu mà bây giờ còn có 1 tỷ, giảm xuống gần phần nữa quý anh chị. Đó, thấy không? Gần phần nữa đó. Đó, quý anh chị thấy không? Đây nè. Chỗ này là cái chỗ
nhà nước đấu là quỹ đất của nhà nước nè, người ta đấu giá, ta làm những cái công trình gì đó ha. Thấy khá là tuyệt vời ha, có lương nè, có bông, có hoa rồi ha. Ở đây là quân đội lớn lắm anh chị, quân đội ha, quân đội lớn cực kỳ luôn. Thì ở những gần gần ở những chỗ này thì biết sẵn rồi đó, là rất là phồn vinh ha. Đó. Thì vị trí lô đất ở đây nè, thì nó ở đây nè, em nói luôn, nó thấy chưa? Đó, mấy đó là mấy cái nhà mà người ta xây gọi đó, nhà máy Thái luôn anh chị. Người ta cũng đâu có cái thổ cư thứ gì đâu. Đây gì nè, 4 ha. Đây nhà cấp 4 nè. Hỏi vòng vòng là cũng không có ai có thổ cư hết. Đó, vị trí lô đất thì chỉ cách trường tiểu học mình á, trường tiểu học kia được có 300m, là bán kính 300m thôi anh chị. Đó, khá là tuyệt vời. Chỗ này là an ninh phải nó phải khỏi cái bàn rồi. Đường ở đây thì đường nhựa bước ngàn luôn. Đường nhựa bước ngàn luôn, nhựa thảm luôn quý anh chị. Đó. Đó, khá là tuyệt vời ha. Một lô đất đầy đủ tiện ích, giá bán thì phải chăng. Đó, đất cao mặt đường, diện tích đất thì lớn. Đó. Còn đòi hỏi gì nữa vậy? Thì lô đất này quý anh chị đầu tư cũng ok, rồi xây dựng nhà ở thì cũng khá là tuyệt vời quý anh chị. Đó. Tại vì lô đất này nó diện tích rất lớn quý anh chị, nó bị ngang 8m10 mà dài tới là 30 mấy mét là quý anh chị. Thì quý anh chị cắt nhà là sẽ có sân có hậu nha. Đó. Và có thông hành luôn nha. Nếu mà quý anh chị nào cắt nhà máy Thái hay là biệt thự mini cũng khá là ok. Biệt thự thì nó hơi nhỏ một tí tại nó ngang có 8 à. Nếu cắt nhà máy Thái thì thôi, khỏi phải bàn nữa. 8 mét thì quá ok. Giống như ngày xưa người ta cắt nhà, những cụ già ngày xưa là người ta cắt nhà chỉ 5 căn á, là người ta hãy chọn số 8 đi chị. Số 8 là số tuyệt vời nha, số phát tài, phát lộc phát tài nha. Đó. Trong phong thủy ha. Thì quý chị nào có nhu cầu mua đất thì liên hệ qua số điện thoại 0397037099 gặp Nhàn ha quý anh chị. Đó. Để mình xem tài sản và thương lượng giá. Cái này bớt chút lọc và giấy tờ thương lượng nữa là mình giao dịch cho quý anh chị. Đó. Chứ không có bớt nhiều nha. Đó. Thì quý anh chị nào có đủ duyên xem video của em thì thấy được thì nên tiến hành mua đi quý anh chị, đừng chần chừ nha. Chần chừ là mẹ của sự thất bại đó quý anh chị. Đó. Rồi video đến đây em xin kết thúc, hẹn gặp lại ở quý anh chị ở những video tiếp theo. Quý anh chị nào xem kênh nhớ ủng hộ kênh giúp em, xin cho em một like và hãy đăng ký kênh quý anh chị. Đăng ký kênh để mình biết về thị trường sắp đây là một tin sản nha. Rồi em xin chào tạm biệt quý anh chị nha.